Xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, sáng nay mưa vẫn xảy ra rải rác nhiều nơi ở khu vực Bắc Bộ, nhưng đến trưa nay trời sẽ lại hửng nắng. Trạng thái lúc nắng, lúc mưa, lúc lại nhiều mây diễn ra ở hầu khắp khu vực. Mức nhiệt cao nhất trưa nay dao động từ 30 cho tới 33 độ. Với mức nhiệt này thì quý vị sẽ cảm thấy khá oi nóng vào thời điểm giữa trưa nay. Nằm trong xu thế chung của thời tiết khu vực, thủ đô Hà Nội trong hôm nay trời lúc nắng, lúc lại nhiều mây, mưa cũng xuất hiện nhưng rải rác chứ không đồng đều. Trưa chiều nay cảm giác oi nóng gia tăng khi mức nhiệt cao nhất sẽ dao động trong khoảng từ 32 đến 33 độ. Và tối nay khả năng mưa dông sẽ đến sớm hơn khiến cho nền nhiệt giảm xuống, chỉ còn từ 24 đến 26 độ, trời mát mẻ hơn. Đáng lưu ý là từ tối và đêm nay mùng 4 tháng 10, bộ phận không khí lạnh từ phía Bắc sẽ tăng cường xuống nước ta và ảnh hưởng đến thời tiết các tỉnh Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến khu vực Bắc Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh từ chiều tối và đêm nay đến hết ngày mùng 5 tháng 10, ở Bắc Bộ có mưa rào và dông. Riêng vùng núi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, với lượng mưa phổ biến từ 30 đến 70mm trong 24 giờ, có nơi trên 100mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Tiếp tục với tình hình thời tiết tại khu vực Trung Bộ, hôm nay trời có nắng gián đoạn với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 30 cho tới 33 độ, một vài nơi có thể xấp xỉ 34 độ. Vào thời điểm chiều tối, đêm và sáng, mưa rào và dông cũng xuất hiện nhưng phân bố không đều và thời gian mưa cũng không kéo dài. Sau đó, từ rạng sáng ngày mai, dải mây dông từ phía Bắc cũng lan xuống các tỉnh khu vực phía Bắc của miền Trung như là Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh và khiến cho mưa gia tăng ở khu vực này. Mưa cũng xảy ra chủ yếu về chiều tối, đêm và sáng. Trong cơn dông có thể xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, nhất là ở vùng núi nên người dân cần lưu ý đề phòng. Tiếp tục với thời tiết trong ngày hôm nay tại thành phố Đà Nẵng, vào trưa chiều nay trời tạnh ráo, có nắng. Tuy nhiên cường độ không quá gay gắt, với nhiệt độ ban trưa ở ngưỡng từ 32 đến 33 độ. Về chiều muộn và tối có khả năng xuất hiện mưa rào và dông. Mưa không kéo dài mà chỉ mang đến tiết trời mát mẻ cho thành phố vào đêm với nhiệt độ thấp nhất trong khoảng từ 25 đến 26 độ. Ở phía Nam, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trong trưa chiều nay trời có nắng gián đoạn. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông, trong đó cục bộ có những điểm xảy ra mưa dông với cường độ mạnh và dồn dập, cùng với đó là nguy cơ xảy ra lốc sét, gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất trưa chiều tại khu vực Tây Nguyên phổ biến trong khoảng từ 27 đến 30 độ và ở khu vực Nam Bộ là từ 30 cho tới 33 độ. Tương tự như vậy, sáng và trưa nay tại thành phố Hồ Chí Minh cũng có nắng gián đoạn với nhiệt độ trưa chiều ở mức từ 32 đến 33 độ. Đến khoảng chiều và tối trời chuyển nhiều mây hơn, mưa dông xuất hiện và khả năng có dông mạnh. Quý vị nên đề phòng nguy cơ xảy ra dông sét gây nguy hiểm, nhất là khi lưu thông trên những đoạn đường có nhiều cây cổ thụ. Về tối và đêm, những cơn mưa rào rải rác mang đến tiết trời khá mát mẻ với mức nhiệt khoảng từ 25 đến 26 độ. Ở Bắc Bộ trời có nắng gián đoạn với nhiệt độ cao nhất trưa chiều phổ biến từ 30 đến 33 độ và giảm xuống mức từ 23 tới 26 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ trong đêm hôm nay. Từ chiều tối và đêm ngày hôm nay mùng 4 tháng 10 sang đến ngày mai, không khí lạnh từ phía Bắc lại di chuyển xuống và tác động đến thời tiết các tỉnh thành thuộc khu vực Bắc Bộ. Do vậy, trời chuyển nhiều mây hơn, mưa rào và dông có xu hướng gia tăng trở lại. Xuất hiện những điểm mưa dông có cường độ mạnh, kèm theo đó là nguy cơ xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh, gây mất an toàn cho các hoạt động ngoài trời. Ở các tỉnh duyên hải miền Trung ngày hôm nay, trời có nắng gián đoạn với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 30 đến 33 độ, một vài nơi có thể xấp xỉ ngưỡng 34 độ. Mức nhiệt không gây khó chịu và trời chuyển sang trạng thái khá mát mẻ vào tối và đêm, khi nhiệt độ thấp nhất phổ biến trong đêm nay từ 24 đến 27 độ. Vào thời điểm chiều tối, đêm và sáng thì mưa rào và dông cũng xuất hiện nhưng phân bố không đều và thời gian mưa cũng không kéo dài. Tuy nhiên, từ rạng sáng ngày mai, dải mây dông từ phía Bắc cũng lan xuống khu vực các tỉnh phía Bắc miền Trung như là Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và khiến cho mưa gia tăng ở khu vực này. Mưa cũng xảy ra chủ yếu về chiều tối, đêm và sáng. Trong cơn dông có thể xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, nhất là ở vùng núi nên người dân cần lưu ý đề phòng. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ chịu sự chi phối của gió mùa Tây Nam nên trong ngày trời có nắng gián đoạn. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông, trong đó cục bộ có những điểm xảy ra mưa dông với cường độ mạnh và dồn dập. Cùng với đó là nguy cơ xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất trưa chiều tại khu vực Tây Nguyên phổ biến ở khoảng là 29 đến 30 độ và tại Nam Bộ là 30 đến 33 độ.
Tại thủ đô Hà Nội trong ngày chủ nhật cuối tuần, trời đôi lúc có những khoảng nắng với nhiệt độ cao nhất ngày ở khoảng 31 đến 33 độ. Đến chiều tối và đêm ngày hôm nay thì trời chuyển nhiều mây hơn, có khả năng xuất hiện mưa rào và dông. Trong cơn dông tiềm ẩn nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Cùng chung xu thế thời tiết với thủ đô Hà Nội nhưng do có vị trí giáp với biển nên ngày hôm nay tại thành phố Cảng Hải Phòng trời khá nhiều mây và nhiệt độ cao nhất ở mức là 29 đến 30 độ. Đến chiều tối và đêm, mây đối lưu phát triển gây mưa rào và dông trên khu vực. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Mưa còn có khả năng lặp lại trong ngày mai nên thời tiết không chỉ ảnh hưởng đến các hoạt động giao thương của người dân thành phố Cảng, mà những chuyến tàu từ Hải Phòng ra đảo Bạch Long Vĩ cũng phần nào chịu tác động của thời tiết. Với thành phố biển miền Trung, Đà Nẵng, ngày hôm nay trời có nắng, xen giữa những khoảng nhiều mây nên nhiệt độ không tăng cao. Mức nhiệt cao nhất vào thời điểm giữa trưa và đầu giờ chiều khoảng từ 31 đến 33 độ. Về chiều muộn và tối thì có khả năng xuất hiện mưa rào và dông. Mưa không kéo dài mà chỉ mang đến tiết trời mát mẻ cho thành phố vào đêm với nhiệt độ thấp nhất khoảng 25-26 độ. Cùng chung trên khu vực Trung Bộ, thời tiết tại thành phố biển Nha Trang không có sự khác biệt đáng kể so với thành phố Đà Nẵng. Tại đây ngày hôm nay trời có nắng gián đoạn với nhiệt độ trưa chiều từ 31 đến 33 độ. Đến chiều tối thì mây đối lưu cũng phát triển gây mưa trên khu vực nhưng phân bố không đều và chỉ diễn ra trong thời gian ngắn. Cùng với nền nhiệt độ giảm xuống chỉ còn ở khoảng 26 độ, mang đến cảm giác mát mẻ cho người dân và du khách trong tối chủ nhật cuối tuần này. Nằm ở độ cao trên 1.500m so với mực nước biển, thành phố cao nguyên Đà Lạt mang kiểu thời tiết hoàn toàn khác biệt so với các vùng lân cận. Tại đây nhiệt độ luôn ở mức thấp so với các nơi khác, trời rét nhẹ vào thời điểm đêm và sáng với nhiệt độ thấp nhất chỉ ở mức là 17 đến 19 độ. Và ngay cả thời điểm trưa chiều thì trời cũng mát mẻ với nhiệt độ chỉ khoảng là 23 đến 24 độ. Điều đáng lưu ý là sự xuất hiện của những cơn mưa dông tập trung vào thời điểm chiều tối và đêm. Trong cơn dông có thể xảy ra gió giật mạnh. Sáng và trưa nay tại thành phố Hồ Chí Minh cũng như những vùng lân cận, trời có nắng gián đoạn với nhiệt độ trưa chiều ở mức 32 đến 33 độ. Đến khoảng chiều và tối thì trời chuyển nhiều mây hơn, mưa dông xuất hiện và khả năng có dông mạnh. Quý vị nên mang theo vật dụng che mưa và đề phòng nguy cơ xảy ra dông sét gây nguy hiểm, nhất là khi lưu thông trên những đoạn đường có nhiều cây cổ thụ.